Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với những sự kiện tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tự hào về truyền thống cách mạng anh dũng kiên trung của dân tộc và của vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng anh hùng, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện kế tục truyền thống cha anh, đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Trong tuần, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và quyết định số 30/QĐ-TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nắm vững quy trình, gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các ban xây dựng Đảng, đặc biệt là Ban Tổ chức Thành ủy, làm tốt, hoàn thiện công tác thẩm tra nhân sự của các đảng bộ cấp dưới đã thực hiện xong Đại hội Đảng. Kể từ 0 giờ ngày 5 tháng 9, thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố. Trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông báo về việc ban hành quyết định số 3287 về quy định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay và công văn số 5896 về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, tuy thành phố đã và đang kiểm soát được dịch, nhưng đây là thời điểm then chốt mà người dân không được chủ quan lơ là, phải tiếp tục siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới. Nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 của chương trình xét nghiệm diện rộng, có khoảng hơn 71.000 hộ dân trên toàn thành phố được lấy mẫu từ ngày 4 tháng 9 cho đến ngày 8 tháng 9. Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 276.000 hộ gia đình, trong đó hơn 51.000 hộ đã có ít nhất một thành viên được lấy mẫu xét nghiệm, còn lại gần 225.000 hộ chưa được xét nghiệm. Trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 vừa qua, gần 11.000 thí sinh Đà Nẵng đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2020. Diễn ra trong thời điểm dịch bệnh, song kỳ thi vẫn được đảm bảo an toàn và nghiêm túc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn kiểm tra đi thực tế tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 tại một số điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trình làm trưởng đoàn cũng đã đến kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại một số điểm thi, đánh giá cao công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật của ngành giáo dục thành phố. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, trước đó thành phố cũng đã xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi, kết quả 100% mẫu xét nghiệm âm tính. Ngày 5 tháng 9 vừa qua, gần 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2020-2021. Do học sinh chưa thể trở lại trường học vì COVID-19, lễ khai giảng tại các trường học của thành phố Đà Nẵng tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đúng 7 giờ ngày 5 tháng 9, chương trình tọa đàm Đà Nẵng chào năm học mới 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức được phát sóng. Tại các trường học, sau chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cũng có những cách làm riêng để truyền tải thông điệp năm học mới đến phụ huynh, học sinh. Sau lễ khai giảng, các trường tại Đà Nẵng sẽ khởi động khung chương trình học trực tuyến theo các bậc học.